Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái chương trình là toàn bộ quá trình học này là toàn bộ là do mình biên soạn hết, không theo một cái sách vở. Nó gọi là học tiếng Hoa thật dễ. Đó, thì tên tiếng Anh là Easy Learn Chinese. Học tiếng Hoa thật dễ. Có nghĩa là mình ở đây là mình sẽ không biên mình sẽ biên soạn theo cái phong cách của mình, là dùng những cái học tiếng Hoa mà theo tiếng Việt, mà đồng thời nó sẽ thực dụng thực tế hơn so với cuộc sống, để các bạn có thể ví dụ như là áp dụng cho môi trường công việc và môi trường học tập về sau. Đó, thì ngôn ngữ thì theo bản thân mình, ngôn ngữ cái yếu tố cơ bản đầu tiên là phải là giao tiếp, có nghĩa là bạn nói người ta hiểu, người ta nói bạn hiểu, đó mới là ngôn ngữ. Đó, còn toàn bộ video clip của mình về sau là chỉ có dạy cho các bạn là nói, chứ không có dạy cho các bạn là viết với ngữ pháp nha. Đó, thì mình làm những cái series video là học tiếng Hoa thật dễ này là chỉ có thiên về là dạy cho các bạn là khi mà người tiếp xúc với những nước mà nói tiếng Hoa thì người ta nói mình hiểu, mình nói người ta hiểu để mình giao tiếp, để mình có thể làm ăn. Đó, ok. Thì bài đầu tiên là mình sẽ dạy cho các bạn là say hello, có nghĩa là xin chào. Thì tiếng Hoa gọi là mỹ hào. Nhưng mà trong tiếng Hoa, ngôn ngữ tiếng Hoa nó sẽ có phân ra hai bậc, gọi là tiền bối và bạn bối. Khi mà mình gặp tiền bối, thì mình nói là nín họ. Các bạn nhìn này, nín họ. Còn mà khi mà các bạn gặp những người cùng trang lứa thì các bạn nỉ họ. Thì nếu mà theo như sách vở thì các bạn khi mà bạn gặp nỉ họ của châu sama nỉ chấm bây giang, đó là theo như sách vở. Nhưng mà đối với tiếng hoa hiện đại đó, hello, what's up, nỉ họ chấm bây giang, chưa chín chấm bây giang, có nghĩa là lâu quá không gặp bạn, tình bạn như thế nào. Đó, có nghĩa là mình sẽ dạy cho các bạn là theo tiếng Hoa thực dụng, thực tế và mới nhất, những cái từ mới nhất ngay tại bây giờ. Các bạn có thể sau khi mà coi video và học theo thì các bạn có thể tự tin giao tiếp bất kể cái nước nào mà có thể đang dùng tiếng Hoa. Thì cái từ đầu tiên khi mà các bạn gặp tiền bối thì các bạn dùng từ nín hào, có nghĩa là chào ông, chào chú, chào sếp, là chào những người bậc trên, là chào cô, chào chị, nín hào. Đó. Còn nếu mà các bạn gặp những người cùng trang lứa thì đây nỉ hào. Đó, nghĩa là hey, what's up bro, có nghĩa là mày như thế nào rồi. Đó. Rồi khi mình bước qua cái từ thứ hai là wǒ jiào, có nghĩa là tên tôi là wǒ jiào sama, ví dụ như là tên tôi là Nam, wǒ jiào nam. Đó, hoặc là wǒ jiào nam. Sau đó bạn muốn hỏi tên của người ta thì các bạn sẽ nói như thế nào, nín nó, có nghĩa là bạn như thế nào, nín nó là ông như thế nào, bà tên là gì. Đó, thì cái từ nỉ và nín là nó khác nhau, là cái chỗ là mình tôn trọng người ta đi một chút. Đó, tôn trọng người ta một chút thì mình dùng từ nín. Còn nếu mà cùng bằng tuổi mà nhỏ tuổi hơn đó, thì mình dùng từ nỉ. Đó, thì toàn bộ đây là bài học đầu tiên về cách chào. Đó, thì các bạn mỗi ngày các bạn chỉ cần dành ra 5 phút các bạn giật cho mình là ok. Thì toàn bộ về sau những cái video clip mình làm là sẽ cho ấn chừng là trong vòng 5 phút thôi, để cho các bạn có thể mỗi ngày mình bỏ ra 5 phút để mình học. Nhưng mà khi mà mình học á là mình nhớ rất là nhanh. Đó, thì cái bài đầu tiên là bài say hello là nín hào. Rồi sau đó là mình tên là gì, của châu sama, có nghĩa là cái gì, nín đó, còn bạn and you. Đó, thì bài học đầu tiên của mình rất là ngắn gọn trong như vậy thôi. Thì hy vọng các bạn có thể thích video
và nhấn nút like và subscribe để mình có thêm những cái bài học về sau. Thì toàn bộ bài học này của mình là mình sẽ cố gắng ra hàng ngày, đồng thời chung làm sao mà cho có ngắn gọn xúc tích nhất để các bạn có thể ghi nhớ đó. Thì mỗi ngày các bạn chỉ cần bỏ ra 5 phút tiếp thu là các bạn sẽ từ thì mình tự tin có thể là trong 6 tháng là các bạn có thể trình độ tiếng Hoa là lên một bậc level mà các bạn có thể tự tin giao tiếp ở ngoài hoặc mua bán với người ta. Nào, ok, xin chào và cảm ơn các bạn.